Phật dạy ba cảnh giới hạnh phúc ai cũng nắm trong tay nhưng đều bỏ quên. Hạnh phúc đâu phải điều xa lạ, đôi khi chỉ cần liếc mắt nhìn xung quanh cũng đủ khiến ta hé nụ cười. Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn thật ra rất mong manh. Tiến lên một bước là niềm vui đón chờ, lùi lại một bước là cảm giác đau khổ bao trùm. Hạnh phúc hay đau khổ chính là do ta lựa chọn. Đức Phật có ba lời khuyên dành cho tất cả chúng ta. Lời khuyên này cũng xác chứng rất rõ quan điểm của Đức Phật về hạnh phúc ở đời. Vui thay chúng ta sống, không tham giữa cuộc đời đầy tham. Vui thay chúng ta sống, không sân giữa cuộc đời đầy sân. Vui thay chúng ta sống, không mê lầm giữa cuộc đời mê lầm. Người có trí tuệ xưa nay thường không sống trong miệng của người khác, cũng không sống trong mắt của người khác. Vậy bí quyết hạnh phúc là gì? Chuyện kể rằng có một con quạ nọ sống trong một khu rừng lâu năm, hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Cho đến một ngày, nó trông thấy một con thiên nga. Con vật này thật là trắng, con quạ nghĩ bụng. Còn mình thì quá đen, con thiên nga này ắt hẳn là loài hạnh phúc nhất trên đời. Quạ ngẫm một lúc rất lâu. Lạ thay, khi quạ nói điều này với thiên nga, lại nhận được một lời đáp trả đầy bất ngờ từ thiên nga. Thực lòng mà nói, tôi cũng nghĩ mình hạnh phúc nhất trên thế gian này, cho đến khi nhìn thấy một con vẹt. Bộ lông của nó có hai màu. Tôi tự nhủ, vẹt hẳn là loài hạnh phúc nhất. Quạ thấy thế liền tới tìm vẹt để hỏi chuyện. Con vẹt giải thích, tôi cũng sống rất hạnh phúc cho đến khi gặp một con công. Tôi chỉ có hai màu lông, còn nó sở hữu một bộ lông sặc sỡ đầy màu sắc. Lần này quạ quyết tâm vào trong một vườn thú để gặp công. Khi đến nơi, quạ thấy hàng trăm người xung quanh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con công. Một lúc sau, khi đám đông bãn dần, quạ tìm cách tiếp cận công. Công yêu quý, bạn thật là đẹp, mỗi ngày có hàng nghìn người đến đây để được trông thấy bạn. Còn khi thấy tôi, họ lập tức xua đuổi. Tôi nghĩ bạn là loài chim hạnh phúc nhất trên đời. Công lập tức đáp lời, tôi tự thấy mình là loài chim xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà tôi bị mắc kẹt trong vườn thú này. Tôi nhìn xung quanh và nghĩ, quạ là loài duy nhất không bị giam hãm trong lồng. Vì vậy, suốt ngày, suốt những thời gian qua, tôi chỉ ước mình là anh để có thể vui vẻ đi lang thang khắp nơi. Câu chuyện của quạ, thiên nga, vẹt và công cho chúng ta thấy thật nhiều suy ngẫm. Mỗi người hãy học cách biết sống hạnh phúc với những gì mình có, thay vì luôn nhìn vào những thứ mình thiếu. Ít người hiểu được rằng, người hài lòng với những gì mình có là người hạnh phúc nhất trên đời. Trong cuộc sống, có những lúc ta ở vào tình huống thân bất do kỷ, tức là phải làm những việc trong lòng không muốn. Nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của mình đây? Trong lòng mình như thế nào chỉ có thể là do mình tự định đoạt mà thôi. Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạ. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự an bình của thân thể, là sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm linh chính là chốn cực lạc. Một ông lão nói với cháu trai của mình rằng, trong thân thể mỗi người đều có hai con sói, chúng luôn tàn sát lẫn nhau. Một con sói đại diện cho sự căm phẫn, ghen ghét, kiêu căng, sợ hãi và sự sỉ nhục. Một con sói còn lại đại diện cho sự ôn hòa, lương thiện, lòng biết ơn, niềm hy vọng, nụ cười và tình yêu. Cậu bé sốt ruột hỏi ông nội, con sói nào mạnh hơn ạ? Ông lão trả lời, con mà cháu nuôi nấng, tâm của cháu hướng về phương nào thì chính là con đường tương lai của cháu. Thật ra, cuộc sống này là do chính chúng ta định đoạt. Nỗi buồn sở dĩ ngày càng lớn là bởi chính bản thân bạn chọn không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với cái nặng tinh thần. Chính bản thân ta lựa chọn gắn kết với nỗi buồn mà không can đảm nắm lấy niềm vui. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình từ bên ngoài thì có lẽ suốt cuộc đời này bạn sẽ phải chờ đợi. Hãy học cách tự nắm lấy hạnh phúc của mình.
hãy quên đi nỗi buồn. Khi có những ý nghĩ tiêu cực, hãy xua chúng ra khỏi đầu của mình và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là phải bình tĩnh để suy xét mọi việc. Hãy nhớ lại những cảm giác tuyệt vời vừa nảy sinh khi bạn đang ngắm hoàng hôn ở một nơi tuyệt đẹp nào đó. Hãy nhớ lại sự nhẹ nhõm và niềm vui khi bạn kết thúc thành công một công việc lớn nào đó. Hay niềm vui khi bất ngờ nhận được một món quà thú vị. Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực chính là cách hữu hiệu nhất để đánh tan nỗi buồn. Hãy tạo niềm vui cho chính mình. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc. Hãy biến điều đó trở thành những bài tập chủ yếu của bạn. Thường xuyên cười với bản thân và những người khác. Hãy để họ hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. Cố gắng làm cho những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị để bạn được giúp đỡ họ, dù đó là một sự trợ giúp rất nhỏ. Ví dụ như bạn chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta đến được nơi cần thiết một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Từ niềm vui của người khác, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vui hơn. Hãy tự chủ cảm xúc. Đừng quên những người đã làm cho cuộc sống của bạn sáng sủa hơn, giàu có hơn. Hãy dành nhiều thời gian cho người đó. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc đời mình. Hãy quên đi sự ganh tị. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Tốt nhất bạn nên vui mừng với những việc nhỏ và chờ đợi điều gì đó thật to lớn. Hãy quên đi sự ganh tị vì nó có thể làm hại cuộc đời của bạn. Nhiều người cảm thấy bất an, bất hạnh vì những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế với hạnh phúc. Vì tất cả, hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối.